Thưa quý vị, lễ Vu Lan vào rằm tháng 7 hàng năm là dịp để chúng ta báo hiếu tới ông bà tổ tiên cha mẹ, là truyền thống văn hóa lâu đời. Đại lễ Vu Lan không chỉ dành cho những Phật tử ở độ tuổi trung niên, mà ngày nay người trẻ cũng đã bắt đầu trở nên quen thuộc, thường xuyên đến chùa cúng dường làm lễ. Ngày hôm nay trong chương trình Câu chuyện ngày mới, chúng tôi sẽ cùng trò chuyện với chị Đoàn Thúy Phương, nhà sáng lập thương hiệu thời trang doanh nhân ABM Group, trong đó thương hiệu Pháp Phục Liên Trang là một nhánh của ABM Group sẽ ra mắt vào mùa đại lễ năm nay để cùng bàn về lối sống hướng đạo, hướng thiện trong người trẻ. Đoàn Thúy Phương là một người con của vùng đất mỏ Quảng Ninh, được nhiều người biết tới là một tổng đạo diễn đầy tài năng quyền lực của Việt Nam, đứng sau chỉ đạo sản xuất thành công cho nhiều lễ trao giải như Cánh Diều 2017, Cánh Diều 2018, các show âm nhạc đêm Việt Nam, Hãy Cứ Là Tình Nhân, Đường Chúng Ta Đi. Năm 2021, đạo diễn Đoàn Thúy Phương cùng các cộng sự đã thành lập thương hiệu thời trang ABM Fashion, một thương hiệu thuộc công ty cổ phần tập đoàn ABM Việt Nam, tức ABM Group. Đến nay, ABM Fashion đã trở thành thương hiệu quen thuộc và là đối tác tin cậy của nhiều khách hàng trong nước và quốc tế. Trong nguồn cảm hứng bất tận từ Phật giáo, thời trang đạo Phật mang vẻ đẹp ban sơ, tinh khiết của nội tâm, yêu thương và bình an trong mỗi con người. Vào mùa lễ Vu Lan năm 2023, với vai trò nhà thiết kế, Đoàn Thúy Phương tiếp tục cho ra mắt thương hiệu thời trang riêng cho các quý Phật tử mang tên Pháp Phục Liên Trang. Trong từng thiết kế, từng sản phẩm, nữ đạo diễn tài năng cùng các cộng sự đều mong muốn lan tỏa nội tâm thuần khiết, thuần phong mỹ tục đáng tôn vinh trong văn hóa đạo Phật của người Việt Nam, là nhịp cầu kết nối yêu thương hòa cùng tinh thần tri ân, báo ân trong mùa đại lễ Vu Lan. Vâng, xin chào chị Đoàn Thúy Phương. Cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào Diệu Linh, xin chào quý vị khán giả. Vâng, được biết chị Đoàn Thúy Phương là nhà sáng lập thương hiệu thời trang doanh nhân ABM Group. Vậy đâu là cơ duyên khiến chị quyết định rẽ nhánh sang thời trang Pháp Phục ạ? Tôi được sinh ra trong một gia đình có cụ ngoại, có bà ngoại, có mẹ tôi và có các dì đều là những người con Phật tử, rất là yêu kính đạo Phật, và tôi được thấm nhuần từ khi còn bé. Tôi thường tụng kinh niệm Phật mỗi buổi sáng sớm và mỗi tối, ăn chay tập trai 12 ngày. Khi mà tôi ngộ ra được nhiều điều trong cuộc sống đối với lại Phật giáo, tôi thấy rằng với tình yêu Phật Pháp đã đưa tôi đến cái cơ duyên. Vì thế dần dần hình thành trong tôi một tín ngưỡng mà tôi ngộ ra được nhiều điều, và cái cơ duyên là từ tình yêu đối với Phật Pháp mà tôi đã được thấm nhuần từ nhỏ. Vâng, không biết là bộ sưu tập mới nhất của Pháp Phục Liên Trang được lấy nguồn cảm hứng từ đâu ạ? Là một Phật tử đã quy y, mình hiểu rằng nếu Đức Phật gợi nguồn cảm hứng sống tỉnh thức thì đó là cơ hội cho tất cả người con Phật và những ai yêu chuộng những giá trị tình thương, trí tuệ, tỉnh thức, chia sẻ niềm hạnh phúc cùng suy nghiệm về cuộc đời và thông điệp mà Đức Phật để lại trong kho tàng kinh điển để ứng dụng vào đời sống hàng ngày, tạo dựng cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Đó là nguồn cảm xúc để Phương cho ra thương hiệu Pháp Phục Liên Trang, vừa thể hiện thuần phong mỹ tục trong văn hóa đạo Phật của người Việt Nam, đồng thời hòa cùng niềm an lạc, hạnh phúc đến cho mọi người. Trong trang phục Liên Trang, cầu mong tất cả chúng ta được an vui, thấm nhuần Phật Pháp, cầu nguyện đất nước phồn vinh, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, và Liên Trang cũng là tên pháp danh của mình. Qua quan sát có thể thấy những thiết kế của Pháp Phục Liên Trang khá trẻ trung, với những họa tiết hoa nhí, nơ thắt, những đường may không bó sát mà rất thời trang. Phải chăng Pháp Phục Liên Trang đang hướng đến tiệp khách hàng là những người trẻ? Ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia với thái độ nghiêm túc, tích cực và ứng dụng Phật giáo vào cuộc sống. Đó là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, Pháp Phục Liên Trang với những họa tiết và thiết kế hướng tới cả Phật tử, tức là các bạn trẻ và cả những các cô chú, các bác lớn tuổi, với ý nghĩa lan tỏa nội tâm thuần khiết của Pháp Phục Liên Trang đến với tất cả mọi người. Vâng, khi bản thân chị sáng tạo ra dòng sản phẩm hướng tới người trẻ thì bản thân mình hẳn đã có sự nghiên cứu và quan sát. Vậy quan điểm của chị như thế nào khi chứng kiến những Phật tử bây giờ, những người thường xuyên đến chùa cúng dường làm lễ đang ngày càng trở nên trẻ hóa? Khi mà Phật tử đến chùa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng trẻ hóa, thậm chí là mình có chứng kiến những em bé từ khi là mới sinh được vài tháng cho đến những em bé 2-3 tuổi và đến những thiếu niên, thanh niên, thì đó là một tín hiệu vô cùng đáng mừng, bởi cái sự tín ngưỡng của họ được thấm nhuần từ khi còn nhỏ. Được cũng giống như mình, họ được ảnh hưởng của từ bà, từ cha mẹ, từ anh chị em cho đến chính bản thân họ, và đó là một cái sự gieo duyên vô cùng tốt.
khi mà họ đến với lại Phật giáo, họ sẽ được từ nhỏ họ được nghe giảng giải về đạo Phật, về cách sống, rồi về thuần phong mỹ tục, về văn hóa. Thì bản thân đứa trẻ đấy khi mà được lớn lên, giống như là họ được nuôi dưỡng trong một cái nôi mà được hình thành những văn hóa rất là nền nếp, thuần phong mỹ tục, công dung ngôn hạnh, thì họ sẽ trở thành những người con vừa là hiếu thảo, tròn đạo hiếu và vừa là một người công dân có ích cho đất nước, cho xã hội. Vâng, quay lại câu chuyện về mùa đại lễ năm nay, thì chị có lời khuyên nào tới những người trẻ, những người muốn thể hiện lòng tôn kính cho các đấng sinh thành theo một cách đơn giản hơn, khiêm nhường hơn mà không xa hoa cầu kỳ? Thực ra trong không nhất thiết là phải trong đại lễ Vu Lan, mà trong đời sống hàng ngày để tỏ lòng biết ơn, hiếu kính đối với các bậc sinh thành thì có rất nhiều hình thức. Với lớp trẻ ngày nay có rất nhiều hình thức để họ thể hiện. Vào dịp đại lễ Vu Lan chính là một nét đẹp, một cái truyền thống văn hóa hàng nghìn năm nay của dân tộc Việt Nam. Cứ đến dịp đại lễ Vu Lan thì đó là một cái sự cộng hưởng để tất cả các Phật tử và những người con đều suy nghĩ, đều hướng về cái tháng Vu Lan này để mình càng làm tăng hơn cái giá trị truyền thống đó, mà mình càng làm đẹp hơn cái giá trị báo đáp, đền ơn báo nghĩa đối với cha mẹ bằng những công việc và những hành động thiết thực hơn. Một bông hồng cài lên áo, một đóa sen dâng lên ban Phật, và những cái sự thành kính đối với cha mẹ đều được thể hiện rất là rõ nét trong dịp đại lễ Vu Lan mà tất cả các người con đều hướng tới. Ví dụ như trong gia đình của mình, các con của mình thì vẫn còn rất là nhỏ, cho nên khi mà thường ngày mình đã gieo dần cho các con để được thấm nhuần cái đạo hiếu đối với cha mẹ, đối với ông bà, sự thành kính đối với những người mà có ơn nghĩa với mình như là các thầy cô giáo. Khi mà ra đến ngoài xã hội thì tất cả những người nào mà có cái sự ảnh hưởng đến mình, giúp đỡ cho mình một chút thôi, dù là trong cuộc sống hay trong công việc, thì đó cũng là một cái sự mà mình phải hướng tới để đền ơn đáp nghĩa. Mình phải biết ơn tất cả những người đó. Thì khi các con được thấm nhuần cái điều đó thì trong cuộc sống hàng ngày các con đã phải biết rằng là các con phải làm những điều gì để thể hiện sự kính trọng đối với những người có ảnh hưởng đến mình là một. Thứ hai là đối với lại cái dịp đại lễ Vu Lan thì các con cũng còn nhỏ, chưa hiểu được như thế nào là ý nghĩa của đại lễ Vu Lan, thì mình lại phải giải thích cho các con. Và đặc biệt là trong cái tháng Vu Lan, khi các con đã hiểu rồi thì các con càng có những cái việc làm thiết thực hơn. Mỗi một ngày đi học về, các con lại mang cho mẹ một cái bài văn tả về mẹ, tả về cô giáo bằng cái sự kính trọng và thương yêu, thì đó cũng là một cách đền ơn đáp nghĩa. Vâng, với thương hiệu Pháp Phục Liên Trang, khi mình thiết kế những trang phục cho Phật tử thì mình có cần lưu ý những điều gì không, như là về màu sắc, về kiểu dáng, về chất liệu? Đối với lại thời trang Phật Pháp dành cho Phật tử, dành cho những người đi lễ, thì thực sự nó có rất khác biệt với lại thời trang fashion. Cụ thể, ví dụ như là bên như bạn thấy mình đang mặc trên người một cái bộ thời trang này, cũng là một cái bộ thời trang dành cho pháp phục và đi lễ. Đòi hỏi là thứ nhất là áo là phải dài tay, thứ hai là vải là phải rất là kín đáo, cổ là phải kín. Đâu đấy ở trên những cái thân áo này mình sẽ khoe ra những cái nét đẹp gắn liền với những hoa sen, hoa hồng và những cái đường thêu rất là tinh túy nhưng lại cũng rất là nhã nhặn. Mặc lên làm sao đảm bảo để cho có thể những đối tượng mà trẻ tuổi cũng có những cái, họ cũng có thể chọn được cho họ những cái bộ pháp phục mà phù hợp với lứa tuổi trẻ, và những người có tuổi thì cũng có những thời trang mà dành cho những người có tuổi mặc, từ những cái đường kim mũi chỉ và những hoa văn nó cũng phải khắc lên được những cái họa tiết, nó gắn liền với những nét đẹp của Phật giáo. Và thường thường thì hoa sen được ứng dụng trong đạo Phật như là một cái nét đẹp truyền thống từ ngàn năm nay. Mình rất là yêu thích loài hoa này, cho nên là đối với lại tất cả các pháp phục của Liên Trang mình sẽ đưa vào nhiều hơn bằng nhiều hình thức. Có thể là bằng thêu tay các bông hoa sen đủ các sắc màu, hoặc là bằng in hoa sen lên họa tiết, hoặc là bằng những cái đường cắt và đường khúc nó sẽ phù hợp. Màu áo truyền thống dành cho pháp phục thì nó sẽ có chủ yếu là màu truyền thống là màu lam, màu nâu. Nhưng bên cạnh đấy thì giới trẻ cũng có thể chọn cho mình những màu áo mà nó trẻ trung hơn nhưng mà nó cũng không phá cách và nó sẽ rất là kín đáo. Vâng, và trên thị trường hiện nay thì không thiếu những thương hiệu làm về pháp phục. Vậy pháp phục Liên Trang có tự tin là mình có điểm khác biệt nào so với các thương hiệu khác trên thị trường hiện nay không ạ? Thực ra thì trên thị trường có rất là nhiều những mẫu pháp phục nó phù hợp với nhiều cái độ tuổi và nhiều nhu cầu. Nếu như mà mình muốn cái sự khác biệt để mà mình thu hút tất cả những khách hàng Phật tử về phía mình thì đó là một cái sự mình nghĩ làm phạm một trong ba điều là tham sân si. Mình chỉ nghĩ rằng là đã là một bông hoa khoe sắc thì ở đâu nó cũng đẹp, ở đâu nó cũng tỏa hương và nó đẹp trong mắt của mỗi một người ngắm cảnh, ngắm hoa, yêu thích loài hoa nào. Nên vì vậy mình hy vọng rằng là thời trang Phật tử không chỉ của Liên Trang mà của rất nhiều các pháp phục khác, của nhiều những cái thương hiệu khác nữa đều lan tỏa được cái nét đẹp đấy đến cho tất cả các Phật tử trên đất nước cũng như là trên
trên thế giới để họ yêu hơn cái thời trang Phật tử và ứng dụng được vào đời sống ngày càng nhiều hơn. Được biết bản thân chị Đoàn Thúy Phương không chỉ có thương hiệu thời trang kinh doanh riêng mà còn là chỉ đạo sản xuất cho rất nhiều những live concert, những đêm nhạc của các ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng. Vậy không biết là trong tương lai gần, pháp phục Liên Trang có xuất hiện trong những dự án âm nhạc hay nghệ thuật nào không? Hiện nay thì mình chưa nghĩ tới là mình sẽ đưa thời trang pháp phục vào trong các cái dự án nghệ thuật của mình. Như các bạn biết là ngoài cái thương hiệu mà mình sáng tạo là ABM Group, trong đó nó có thương hiệu của ABM Fashion, có Uniform và bây giờ là pháp phục Liên Trang, thì mình còn là sáng lập thương hiệu Việt Art. Và Việt Art là đơn vị sản xuất rất nhiều những cái sự kiện và những live concert và những live show. Tuy nhiên mình chưa nghĩ đến là mình sẽ đưa thời trang pháp phục vào trong các cái show ca nhạc. Mình nghĩ rằng là nó sẽ không phù hợp bởi vì nó là hai sự khác biệt nhau. Nhưng mình đang hướng đến những chương trình, ví dụ như đại lễ Vu Lan chẳng hạn, sẽ có những chương trình nghệ thuật dành cho kính lễ, dành cho báo hiếu sinh thành, thì mình nghĩ rằng mình sẽ phù hợp để ứng dụng pháp phục Liên Trang vào những cái chương trình nghệ thuật mà do mình sẽ chỉ đạo sản xuất như vậy. Vâng, và cuối cùng khi mình sáng tạo ra dòng sản phẩm này thì mình có muốn lan tỏa điều gì như là lối sống hướng đạo, hướng Phật đến thế hệ trẻ nói riêng và cộng đồng nói chung không? Ở một xã hội và một cái bối cảnh đất nước hiện nay có vốn có quá nhiều những sự xáo trộn, những sự phức tạp và mang đến nhiều những cái điều buồn trong nền kinh tế, trong chính trị, trong cuộc sống, trong xã hội. Và từ những cái nỗi buồn đó, mọi người sẽ tự trầm lắng lại, sẽ sống chậm lại và cần phải nhìn ngẫm lại. Có khi nhìn ngẫm lại chính bản thân mình, lối sống của mình, nhân cách của mình để làm sao nó mang đến cho cộng đồng, cho xã hội một cái nét đẹp văn minh và hoàn hảo hơn, chân thiện mỹ hơn. Tôi rất thích câu nói của chủ tịch sáng lập Hội Hòa bình Thế giới Gan Chen. Chúng ta có thể kết luận rằng nếu chỉ chú trọng hiện đại hóa vật chất thì không đủ để cải thiện sức khỏe, hạnh phúc và thiết lập nền hòa bình trên quả đất này. Do vậy, những giá trị tâm linh vô cùng quan trọng và cần thiết để xây dựng một xã hội hài hòa cân đối. Cùng với thành công của mùa đại lễ Vu Lan năm nay, Phương muốn thông qua pháp phục Liên Trang để lan tỏa thông điệp về truyền thống đạo hiếu nhân mùa Vu Lan đến giới trẻ, là những người còn trẻ phải chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ và luôn sống với lối sống tích cực, tốt đẹp. Vâng, xin được cảm ơn chị Đoàn Thúy Phương với những chia sẻ ngày hôm nay. Thay mặt chương trình, xin được chúc cho gia đình chị có một mùa Vu Lan an lành. Chúc cho chị và thương hiệu pháp phục Liên Trang ngày càng thành công hơn với những dự án nhân văn sắp tới. Xin cảm ơn em Diệu Linh đã dành cho chị một buổi trò chuyện trong một buổi sáng ngày hôm nay rất là ý nghĩa, đặc biệt là trong tháng Vu Lan. Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị Phật tử và quý vị khán giả đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi, và xin kính chúc quý vị một mùa lễ Vu Lan thật an lạc cát tường. Vâng, và đến đây thì thời lượng của câu chuyện ngày mới xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại.